Thanh Tâm đi làm tiến sĩ chưa? Còn chưa à? Còn mới Học cử nhân ạ. nhân thế à? Sao thiên cơ cử môn là càng học cao thì tốt. Nhưng mà Số học trong lớp chán lắm. số đi học mà. Nhưng mà học trong lớp chán lắm, làm sao học được Học dài ngành được. gì? Học kinh tế ạ. Thế à? Sang Anh mà học. Nhưng mà không có tiền ăn. Thi học bổng. Dạ Số khó rồi, chồng con thì khó như thế ạ. Mặc dù rất muốn học thế ạ. cô này là cô thì chủ yếu là học mà. Và con rất muốn học và con học cũng rất là dễ. Con công nhận thế. Thông minh mà. Rất may là có tạ phù hữu bật này. Nhưng mà tại sao khó học? Bởi vì sao? Mệnh thì tốt nhưng thân dở. Vì thân có thiên đồng gặp tuần đấy. Người ta từ lá số tử vi đẹp nhất là mệnh tốt, thân tốt, phúc đức tốt, ba cái thứ đấy là quan trọng nhất. Thế thì cô này phúc đức hãm, thân thì gần hãm, mệnh thì siêu tốt, nên là số đi ngược. Nhưng nó mà chỉ quay ngược lại thì tốt quá. Theo nghĩa là gì? Là mỗi người gì thông minh, giỏi giang nhưng công việc thì không được như mong cầu và không được gặp may. Số mệnh của mình nó bị thế, gọi là bị hãm đấy. Lấy được ông chồng thế nào đấy, nhưng mà số sau này là cả nhật nguyệt đồng cung rồi cả không kiếp chiếu nên là sẽ chia tay nhau. Gật gật cái gì? Chắc chắn chưa? Không ạ. Giờ đi ăn bình thường. Biết xem tử vi rồi sẽ sợ cung đấy. Cung đấy là cung đáng sợ nhất trong lá số này. Nhá. Người ta sợ nhất trong tử vi là lục sát tinh. Là địa không địa kiếp thì địa không nằm cung chồng. Địa kiếp tam hợp nằm cung thiên di chiếu cung chồng. Hỏa tinh nằm đúng cung đấy luôn. Đúng chưa? Đà La hãm địa nằm cung phúc đức tam hợp chiếu vào cung đấy. Đúng không? Đấy, linh tinh ở cung con nhị hợp vào cung đấy. Bốn ba bốn sao nặng nhất chiếu cung đấy là cái cung sợ nhất. Xuống lần đi đúng luôn chứ đấy. Ok chưa? Hả? Quan lộc của mình lại vô chín diệu nữa mà lại gặp cái tròm nhật nguyệt đồng cung cung chồng này chiếu thẳng lên nên là công danh sự nghiệp cũng dở dang luôn. Là con đi đúng không? Là mình đó, chỉ ăn được mỗi cung phúc nước à cung điền trạch là được, nghĩa là thôi bây giờ chấp nhận số phận đi buôn đất vì có lộc tồn nằm cung điền trạch mà lại có vũ khúc thiên phủ chiếu vào cung điền nữa mà, đúng không? Thế thôi đi xem tử vi mà chỉ cần gặp thầy cao anh nói thế thôi là xong, phải về ngay. Con không phải, đó là mình càng xem nó càng loáng. Bây giờ thầy quan tâm ngay đến vấn đề tiền sản cho thầy nhá. Học về đất cát điền sản kinh doanh đất đi, thôi chồng sau này có hư cũng được nhưng mà có nhiều đất ok. Con cá như thế nào thế? Con cái thì tốt quá, tài tính đóng cung con mà thiên khôi là đẹp đúng không, rồi là vũ khúc thiên phủ nữa là vừa tài vừa tiền nhiều, lại có hoa lộc nằm cung con nữa được luôn đúng không. Để số đầu tư vào con là sau này sẽ được tiền tài tốt. Ông đứa ạ thầy. Con thì sau thai đóng cung lấy thì thường là 2 đến 3 đứa. Con nhảy muốn nhảy thứ hai thì để năm nào cũng con của cô thì đẻ năm nào cũng tốt. Bởi vì cung con đẹp quá rồi. Mình có ốm đau gì không ạ? Có chút chút sao linh tinh đóng đấy, không nhiều. Thuộc dạng dễ nuôi. Bố mẹ thì thầy nói rồi, nhật nguyệt đồng cung sửu mùi không tan nhau thì cũng sẽ cũ đi sớm. Bố mẹ con vì cả địa không được kiếp chiếu cung phụ mẫu nên kiểu gì cũng sao một cụ liệt sẽ bị bệnh tật. Thì vì, vì... mẹ bị nhiều hơn à? À bố bị nhiều hơn à? Vì hai bố mẹ đồng cung. Cung huynh đệ hả? Được. Tham lam hóa quyền có ai nào làm binh nghiệp nhà nước không? Thấy cung huynh đệ này được đấy. Nhưng hóa kỵ là đóng đây là xung khắc nhau này. Và tham lam gặp hóa kỵ này thì mẹ sẽ bị mẹ mình ấy sẽ bị một người bỏ thai hoặc chết lưu trong bụng.
Vì sao tao lao kìa, sao chết ngập nước? Thường là bị lưu thai. Bây giờ thầy tính cho mở cửa làm ăn nhé. Không đi học nữa. Không có, không có phí. Thầy tính luôn cho nhé. Thứ nhất là đầu tư cho con mình thật tốt, bởi vì chúng nó chính là thiên phủ, là kho tiền đóng ở đấy. Thứ hai là cung điện trạch của mình thì có lộc đất cát, nên là quan tâm hai lĩnh vực đấy là đủ. Thế là không cần đi học tiếp nữa đúng không? Thì bây giờ không đi học được nữa thì phải tập trung vào đất và con thôi. Có nghĩa muốn đi học cũng không được nữa. Muốn đi học thì bây giờ con nó nhóc nhóc, thế là đi nước ngoài học, không thích học Việt Nam đi nước ngoài học thì chồng lại sợ sinh quá lại ai khác câu mất. Chồng con thì thế nào đấy? Thầy phân tích từ lúc nãy rồi không chồng. Thì nói chia tay thôi, thầy cho nói chồng con thế nào. Chồng thế nào thì xem đa số của anh ấy. Ở đây nhìn của con như vậy. Không ra hết được bởi vì nó đồng cung, khó nói. Nhiều sao sâu chiêu quá. Nhiều sao sâu chiếu thì nó có nhiều nguyên nhân, hoặc là bị đoản mệnh, hoặc là nhiều tật hương, hoặc là cái cơ thể không được hoàn hảo. Tóm lại là kiểu gì đó sẽ một trong những lý do. Nên là muốn biết là lý do gì thì phải xem lá số người ta, xem cái cung mệnh. Con thấy năm nay tiền trợ hậu thành, chắc chờ rồi sẽ thành công. Đáng lẽ là chỉ trục trặc ban đầu thôi, sau cũng ok đúng không? Nếu mình làm trục trặc không biết xử lý thế nào. Công việc thì con muốn thay đổi ấy. Nên là làm chỗ nào cũng không như ý, không đúng cái tâm nguyện của mình. Vì cung quan lộc của mình có hai cái sao nhật nguyệt đồng cung nên mình có một cái tính là đứng núi này trông núi nọ. Bởi vì tranh tối tranh sáng. Không, phải có vấn đề thì con mới thay đổi chứ không phải là. Thế nên là cô có thay đổi rồi nó cũng thế. À, nên là thay đổi thì lại có vấn đề đúng không? Nên là mình ý là đừng dùng khả năng của mình để chế ngự công việc, mà mình phải uốn éo theo nó, nương theo nó, thống thuận thiên. Cũng khó, mà không phù hợp thì cũng phải thay đổi chứ. Thay đổi rồi nó lại không phù hợp vì mình suốt đời sẽ như thế. Suốt đời bị hãm như thế. Muốn xung lại không giờ thì có nghĩa là số của con được cũng điền chạch cũng tự tức thôi đúng không? Khó người vạch đường chỉ lối cho mình rõ ràng như thế lắm, mà còn chứng minh trên lá số nữa. Nhưng cứ làm được theo những gì thầy nói đã là thành công lắm rồi. Đấy là cách cải tạo vận mệnh của mình đấy. Và khi mình ước vọng nhiều quá mình đi sai đường lại nhớ là mình có đại hao tại mệnh phá sản luôn. Nhớ chưa? Những người có đại hao tại mệnh thường sẽ thành công ở bất động sản, bởi vì lấy cái tĩnh chế động, vì song hao là động mà. Bao giờ đại tiểu hao nó cũng chạy, thì mình phải mua đất thì nó sẽ gọi là bất động sản mà. Nó không dịch chuyển được thì giữ được, còn đầu tư sang ngành khác là mất. Được chưa? Nô bộc thì có liêm chinh để gặp triệt nữa nên khó nhờ người khác lắm. Sau liêm chinh là cái sau người ta tham lam thu vén cho mình, không quan tâm đến mình, tu vé cho họ ấy. Có nghĩa là được lợi từ người khác nhưng mình không được lợi từ họ đúng không? Okay. Thiên di nhỉ? Thiên di thì có địa kiếp đang đi ở không chiếu đấy, nên tại sao mà không ra được nước ngoài học tập ấy, muốn đi cũng khó ấy. Thì hai cái sao đấy nó ngăn cản. Tận ách ạ. Tận ách thì phá quân. Sao phá quân thì sau này hay bị mụn nhọt, mắt kém, phá quân mà. Nói chung là chị làm được nghề bất động sản đấy hả thầy? Ok, đấy là bài con bài đường đi chuẩn nhất đấy, là sẽ tiến tới thành công. Sau này cái gì cái này cái gì cũng có thể dịch chuyển được, nhưng có hai thứ không dịch chuyển của mình, đấy là con và đất. Cô này chồng vẫn có thể dịch chuyển bình thường. Thứ hai thứ trung thành của mình là đất và con nhá, nhớ điều đấy.